cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Hưng Yên dự báo mưa dông và mưa lớn cục bộ, gió giật mạnh. Diễn biến mưa trong 24 giờ qua, tỉnh Hưng Yên có mưa, mưa rào nhẹ rải rác. Dự báo diễn biến mưa trong 24 giờ đến 48 giờ tới. Do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối với cơn bão số 4 có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc, ngày 19 tháng 9, khu vực tỉnh Hưng Yên có mưa rào và dông rải rác. Từ đêm 19 tháng 9 đến ngày 21 tháng 9, khu vực có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Lực mưa các nơi phổ biến như sau: các huyện Văn Lâm, Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ, thị xã Mỹ Hào 30-60mm, có nơi lớn hơn. Các huyện Kim Động, Ân Thi, Phù Cử, Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên 40-70mm, có nơi lớn hơn. Cảnh báo, chiều ngày 21 tháng 9, ảnh hưởng của rìa phía Bắc, giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với áp cao, lục địa tăng cường. Khu vực có mưa, mưa rào cục bộ, có mưa vừa đến mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ, cấp 1. Dự báo tác động. Mưa dông với cường độ lớn có khả năng làm giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông, có thể làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, ách tắc giao thông do ngập úng đường. Mưa dông có thể kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Sáng sớm ngày 19 tháng 9, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 4. Thủ tướng đã ban hành công điện chỉ đạo các bộ ngành địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão và mưa lũ. Sáng sớm ngày 19 tháng 9, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 4 năm 2024. Tại Cồn Cỏ, Quảng Trị đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Hoành Sơn, Hà Tĩnh, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Đồng Hới, Quảng Bình có gió giật mạnh cấp 7. Đêm 18 đến sáng ngày 19 tháng 9, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Hòa Bắc, Đà Nẵng 152mm, Bạch Mã, Thừa Thiên Huế 270mm, Hương Phú, Thừa Thiên Huế 249mm, Đắk Rông, Quảng Trị 112mm. Hồi 8 giờ ngày 19 tháng 9, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông. Cách Đà Nẵng khoảng 158 km về phía Đông Bắc, Quảng Trị khoảng 150 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 8, 62-74 km/h, giật cấp 10. Hồi 9 giờ ngày 19 tháng 9, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 108,2 độ Kinh Đông. Cách đảo Cồn Cỏ khoảng 90 km về phía Đông, cách Quảng Trị khoảng 120 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 8, 62-74 km/h, giật cấp 11. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo tác động của bão số 4. Trên biển, trong sáng ngày 19 tháng 9, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, 39-61 km/h, giật cấp 9, 75-88 km/h, sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh. Vùng biển từ Nghệ An đến Quảng Ngãi bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Cồn Cỏ, Hòn Ngư, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, 39-41 km/h, sóng biển cao 2-4 m. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, 62-74 km/h, giật cấp 10, 89-102 km/h, sóng biển cao 3-5 m, biển động mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh ở khu vực biển từ Bình Định đến Cà Mau, phía nam của khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3-5 m, biển động mạnh. Khu vực phía Bắc, Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng cao từ 2-3,5 m, biển động. Ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh tới Đà Nẵng cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,3-0,5 m kết hợp với chiều cao và sóng lớn gây sạt lở đê, kè biển, ngập úng tại khu vực trũng thấp vào chiều tối ngày 19 tháng 9. Tàu thuyền hoạt động trong các khu vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn, chiều cao và nước dâng do bão. Trên đất liền, từ sáng ngày 19 tháng 9,
vùng đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, 89 đến 102 km/h, sâu trong đất liền có gió giật cấp 6, cấp 7. Đề phòng xuất hiện các ổ mây dông mạnh phía trước hoàn lưu bão. Trong điều kiện thời tiết xảy ra mưa dông mạnh, hệ quả đi kèm với nó là cây xanh gãy đổ, các mái tôn, biển hiệu quảng cáo có thể bị thổi bay trong không khí. Mưa lớn từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9, ở khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. Đề phòng mưa cường suất lớn trên 150 mm trên 6 giờ ở khu vực từ Quảng Trị, Đà Nẵng trong ngày 19 tháng 9. Ngày 19 tháng 9, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Mưa lớn dẫn đến tình trạng ngập lụt cho các khu vực đô thị, nơi tập trung đông dân cư do nước không kịp thoát. Trong 24 giờ qua, từ 8 giờ ngày 18 tháng 9 đến 8 giờ ngày 19 tháng 9, khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đã có mưa to đến rất to. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa trên 85% hoặc đạt trạng thái bão hòa. Cảnh báo mưa trong thời gian tiếp theo. Trong 3 đến 6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến như sau. Khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm, có nơi trên 100 mm. Khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Nam, mưa phổ biến từ 60 đến 120 mm, có nơi trên 150 mm. Tỉnh Kon Tum, mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 60 mm. Cảnh báo nguy cơ trong 6 giờ tới. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1, riêng thành phố Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế cấp 2. Cảnh báo tác động của lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế xã hội. Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện số 98 CDTTG ngày 18 tháng 9 năm 2024, chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão và mưa lũ. Công điện gửi Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Bộ trưởng các bộ Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Lao động Thương binh và Xã hội, Công thương, Giáo dục và Đào tạo, Y tế. Quyết liệt ứng phó bão số 4 theo phương châm 4 tại chỗ, chủ động xử lý các tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Một là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên tổ chức theo dõi chặt chẽ tình hình, cập nhật liên tục thông tin diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão và mưa lũ, chỉ đạo triển khai kịp thời, quyết liệt, có hiệu quả công tác ứng phó phù hợp với diễn biến thực tế trên địa bàn, quán triệt phương châm 4 tại chỗ, chủ động xử lý các tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Trong đó tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau: ra soát, hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền không đi vào, thoát ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn, triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, phương tiện tại nơi neo đậu tránh trú và các hoạt động sản xuất trên biển, ven biển, nhất là trên lồng bè, chòi canh, nuôi trồng thủy sản, khu du lịch, dịch vụ ven biển. Triển khai phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa bão, ngập lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân. Triển khai các biện pháp để hạn chế thiệt hại về nhà ở, kho tàng, trụ sở, trường học, cơ sở y tế, sản xuất kinh doanh, đê điều, hồ đập, công trình xây dựng, nhất là công trình giao thông, đê kè đang thi công dở dang. Khẩn trương hoàn thành việc cắt tỉa, chằng chống cây xanh đô thị, nhà cửa, trụ sở, nạo vét khơi thông cống rãnh, hệ thống tiêu thoát nước. Vận hành, điều tiết các hồ đập thủy điện, thủy lợi trên địa bàn khoa học phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo an toàn tuyệt đối các công trình, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du, không để xảy ra tình trạng lũ chồng lũ. Chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện, nhất là tại các khu vực dự kiến chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão lũ, địa bàn trọng điểm để sẵn sàng triển khai ứng phó áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.
chủ động triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra để nhanh chóng ổn định lại đời sống cho người dân, khẩn trương khôi phục sản xuất kinh doanh, kịp thời lương thực thực phẩm, nước uống, nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị ảnh hưởng của thiên tai, nhất là các hộ dân tại khu vực bị cô lập, tuyệt đối không để ai bị đói, bị rét, không có nơi ở, thiếu nước uống. Ứng trực thường xuyên, sẵn sàng cứu dân, tài sản và các yêu cầu khẩn cấp. Thứ hai, Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cơ quan dự báo khí tượng Thủy văn tổ chức theo dõi chặt chẽ tình hình, dự báo cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời về diễn biến của áp thấp nhiệt đới. Báo cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động triển khai có hiệu quả công tác ứng phó theo quy định. Thứ ba, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức trực ban 24/7, theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động chỉ đạo đôn đốc các địa phương triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến thiên tai thực tế, kịp thời báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền. Thứ tư, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối đối với tàu thuyền vận tải hoạt động trên biển, trên sông, đảm bảo an toàn hoạt động giao thông đường bộ, đường sắt, đường hàng không, triển khai các biện pháp phòng chống bão lũ, đảm bảo an toàn cho người, phương tiện và các dự án quan trọng quốc gia, công trình hạ tầng giao thông trọng điểm đang thi công tại khu vực. Thứ năm, Bộ trưởng các bộ, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với các địa phương nêu trên, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, vận hành hợp lý, khoa học, các hồ đập thủy điện, thủy lợi để đảm bảo an toàn công trình, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du. Thứ sáu, Bộ trưởng các bộ, Quốc phòng, Công an chỉ đạo các lực lượng cứu hộ cứu nạn ứng trực thường xuyên, sẵn sàng cứu dân, tài sản và các yêu cầu khẩn cấp khác. Thứ bảy, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan truyền thông tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin để người dân nắm được thông tin đầy đủ, chính xác về diễn biến áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ và chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền, qua đó kịp thời triển khai các hoạt động ứng phó phù hợp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tính mạng và tài sản. Thứ tám, giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo các bộ ngành địa phương có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc công điện này. Thứ 9, Văn phòng Chính phủ theo chức năng nhiệm vụ được giao theo dõi đôn đốc các bộ địa phương thực hiện nghiêm túc công điện này, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng phụ trách những vấn đề đột xuất phát sinh. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.